trải qua nhiều lần liên tiếp lập đỉnh mới, chốt phiên cuối cùng của tháng 5, chỉ số VN Index đạt mức cao kỷ lục là 1.328,05 điểm. Như vậy, VN Index đã đạt mức tăng trưởng 21% so với đầu năm. Điều này phản ánh sức hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Thị trường chứng khoán hiện nay đang ở trong một chu kỳ tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư ở Việt Nam đang rất tập trung và rất quan tâm đến thị trường chứng khoán như là một kênh sinh lời với tỷ suất sinh lời cao trong bối cảnh các kênh đầu tư khác hiện nay còn gặp tương đối nhiều rủi ro, chẳng hạn như lĩnh vực tiền số hay là vàng thì rủi ro cao. Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản thì thanh khoản còn tương đối là không ổn định và tiền gửi tiết kiệm thì lãi suất rất là thấp. Mặc dù chỉ có 1/3 các mã chứng khoán trên cả 3 sàn ghi nhận tăng điểm và tập trung chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và trung bình, mức tăng điểm vượt trội đã góp phần tạo ra sự tăng trưởng ấn tượng của toàn thị trường. Trong đó, các nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng, vật liệu xây dựng và dầu khí có đóng góp chính cho chỉ số VN Index. Đặc biệt, cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh. Hai cổ phiếu tăng nhiều nhất là STB của Sacombank với 41,4% và TCB của Techcombank tăng 31%. Thanh khoản rất là dồi dào liên quan tới thông tư 03/2021 trích lập dự phòng và giãn cái ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng đối với nợ tái cơ cấu là tốt hơn so với cái thông tư trước đây. Và thứ ba là cái câu chuyện tăng vốn thì giúp ngân hàng sẽ tăng tốt. Thì câu chuyện tăng vốn thì sẽ được đẩy mạnh trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán mạnh vượt nhiều lần so với sức mua, thì dòng tiền của các nhà đầu tư nội và nhà đầu tư cá nhân mới là lực đỡ quan trọng cho các chỉ số chứng khoán trong thời gian vừa qua. Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, khoảng 480.000 tài khoản mới đã được mở, tương đương 1/5 tổng số tài khoản chứng khoán cuối năm 2020. Các chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư mới sẽ vẫn tiếp tục là lực đỡ giúp thị trường tăng trưởng tốt trong cả ngắn hạn và dài hạn. Sự tham gia của nhà đầu tư mới không phải chỉ là hiện tượng nhất thời của năm 2020-2021 mà sẽ là một hiện tượng có thể nói là mang tính dài hạn, nó thể hiện sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán trong nhiều năm tới. Năm 21 và 22 vẫn là năm mà thị trường có xu hướng tăng trưởng ổn định dựa trên cái sự phục hồi của kinh tế và sự cải thiện về lợi doanh nghiệp. Trong ngắn hạn thì chỉ số VN Index có thể gặp kháng cự mạnh tại vùng 1.350 điểm. Với dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết thì trong cả năm 2021 có thể tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ, thì cái mức P forward 2021 của VN Index đâu đó ở mức khoảng 16,5 đến 17 lần. Thì đây là một cái mức định giá vẫn là tương đối là hấp dẫn. Về dài hạn, các chuyên gia dự đoán thị trường chứng khoán năm sau sẽ tăng trưởng còn cao hơn cả năm nay nhờ sự phục hồi của các ngành hàng không, du lịch và giải trí, tác động tích cực từ việc phổ cập vaccine trên toàn thế giới cũng như sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế.